đi thả câu, bắt được cá ghé khủng nặng 22kg. Vào sáng ngày 28 tháng 4, ba người dân trú ở bản Cánh, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, câu được một con cá ghé nặng 22kg. Anh La Văn Lợi, một trong ba người thả câu cho biết, chiều tối ngày 27 tháng 4, anh cùng hai người khác ngược thuyền theo con sông Nậm Mộ để thả câu vương. Khi đi kiểm tra câu thấy cá vùng vẫy, biết là được cá lớn nên mọi người cẩn thận kéo lên. Mọi người vui mừng khi thấy đó là một con cá ghé, loài cá đặc sản rất hiếm khi gặp. Sau khi đưa được cá về nhà, nhiều thương lái biết tin đã đến hỏi mua, sau đó anh Lợi đã đồng ý bán, với giá 330.000 đồng trên kg. Mặc dù tôi làm nghề trải lưới, đánh bắt cá trên sông Nậm Mộ đã nhiều năm nay, và thường xuyên bắt được cá lớn, nhưng cá ghé nặng 22kg, như thế này thì rất hiếm gặp, anh Lợi cho biết thêm. Cá ghé danh pháp khoa học, Bayer Eusutilus, là một loài cá da trơn bản địa của Lào và vùng Vân Nam của Trung Quốc. Ở Việt Nam, cá trên Bayer Eusutilus là một trong số các loài cá quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, được xếp vào dạng ngũ quý cùng với cá lăng chấm, cá bỗng, cá anh vũ, cá dầm xanh. Loài cá này có trên hệ thống sông Hồng. Cá ghé là một trong những loài có giá trị kinh tế cao, nó thường sống ở những khu vực nước chảy. Nguyễn Tú, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.